Câu hỏi 5. Nếu Thiên Chúa tốt lành, tại sao trên thế giới này lại có sự dữ? Thiên Chúa không tạo ra sự dữ. Đúng hơn, chính các hữu thể tốt lành, tức là các thiên thần và con người, đã lựa chọn trở nên xấu xa, và các việc làm tồi tệ của họ đã gây ra một sự rạn nứt đối với nền hòa bình và sự hài hòa của vũ trụ. Cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong 6 ngày và Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp. Ban đầu, Lucifer và những thiên thần bất tuân khác được dựng nên tốt lành, nhưng họ đã tự do chọn lựa nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Tội lỗi của họ dẫn đến sự xuất hiện của hỏa ngục. Và khi đã phạm tội, các thiên thần sa ngã được gọi là sự dữ hay ma quỷ, và Lucifer trở thành Satan. Adam và Eva, những con người đầu tiên và là cha mẹ đầu tiên của loài người, cũng được dựng nên tốt lành. Mọi sự đều tồn tại trong an bình, tức theo một trật tự tốt đẹp, cho tới khi Adam và Eva phạm tội. Tội của họ không chỉ là sự bất tuân đối với lệ luật thánh của Thiên Chúa, nhưng còn là hành động nổi loạn và đầu độc chính linh hồn của họ. Toàn bộ vũ trụ đã được tạo dựng nên, giờ đây bị dấy bẩn bởi tội nguyên tổ. Bản chất con người bị tổn thương, vũ trụ bị xáo động và rối loạn. Không còn một sự hài hòa hoàn hảo. Vì vậy mà xuất hiện những tai ương như lũ lụt, động đất, hỏa hoạn, hạn hán, bão tuyết, tuyết lở, bão táp, cuồng phong, sóng thần và va chạm giữa các khối thiên thạch. Đôi khi, những tai ương này được gọi là sự dữ tự nhiên. Chiến tranh, tội phạm, bạo lực, khủng bố, căm thù, cố chấp, phân biệt chủng tộc, sự ngược đãi được gọi là sự dữ do con người gây ra. Nếu không phạm tội, Adam và Eva sẽ chẳng bao giờ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nếu không có tội lỗi, sẽ chẳng có đau khổ, cực nhọc và không có bất kỳ sự dữ thể lý nào. Trách nhiệm về sự tồn tại của sự dữ không thuộc về Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên thế giới tốt lành, nhưng thuộc về các thù tạo vì đã tự do chọn lựa làm điều ác và trở nên xấu xa.